sự phát triển của nhà chăn nuôi. Xin chào quý bà con. Hôm nay Khanh sẽ chia sẻ đến quý bà con một cái chuyên đề rất là nóng bỏng, rất là hot trong những ngày qua. Khi Khanh đi trực tiếp ngoài thị trường, một số bà con nuôi tôm ao đất rất là quan tâm về vấn đề là chuyển đổi cái mô hình nuôi tôm từ ao đất qua ao bạc, và cái điều kiện nào cho nó phù hợp để chuyển đổi, và cái điều kiện nào là không nên chuyển đổi, và cái mô hình nuôi ao bạc nó thuận lợi hơn so với cái mô hình nuôi ao đất như thế nào. Câu hỏi đầu tiên thì Khanh xin trả lời những cái điều kiện mà quý bà con cần quan tâm khi mà muốn chuyển đổi lên cái mô hình nuôi tôm ao bạc. Bà con đã biết thì một số vùng nuôi tôm ao đất bây giờ là không thành công nữa, nuôi tỷ lệ thành công rất là thấp, tôm nhiễm bệnh rất là nhiều và nuôi thực sự là không hiệu quả như ngày xưa nữa. Thì một số vùng như vậy á, thì khách hàng có nhu cầu chuyển đổi lên cái mô hình nuôi ao bạc. Thì khi mà những khách hàng này chuyển đổi thì Khanh xin nêu ra những cái chú ý mà mình cần có đủ điều kiện để mình chuyển đổi thì mình hãy chuyển đổi. Đó. Thì cái đầu tiên á, thì Khanh chú ý về độ mặn. Ở đây độ mặn cũng là một trong những cái thành phần quan trọng để tạo nên cái thành công của một vụ nuôi tôm. Tôm nó lột xác tốt, hấp thu khoáng chất tốt hay không á thì cũng phụ thuộc vào cái độ mặn này. Nó rất là quan trọng. Thì đối với cái mô hình nuôi ao bạc á, thì để mình nuôi ao bạc được tương đối thành công á, thì cái độ mặn tốt nhất á, thì nó dao động từ 10, 15, 25 phần ngàn, khoảng độ mặn đó thì nó là điều kiện tốt để tôm nuôi ao bạc thành công nhiều hơn. Và do đó nên cái độ mặn của cái vùng nuôi mà quý bà con muốn chuyển đổi lên cái ao bạc thì nó cũng ít nhất nó cũng phải có cái khoảng độ mặn như vậy. Thì mùa nắng thì độ mặn phải cao hơn 10, 15, 20 phần ngàn, thì tùy theo dùng, từ cao hơn 10 thì cũng được. Rồi cái mùa mưa thì độ mặn có thể tục giảm xuống còn 2-3 phần ngàn đó. Thì những cái vùng như vậy thì bà con có thể chuyển đổi lên ao bạc để nuôi nó hiệu quả hơn, giảm cái tỷ lệ rủi ro. Rồi đối với cái chỉ tiêu mà Khanh quan tâm đối với khách hàng mà muốn chuyển đổi lên ao bạc thì Khanh quan tâm về cái diện tích đất. Ở đây khi mình muốn chuyển đổi lên ao bạc thì cần cái diện tích đất rất là lớn. Ngày xưa mình nuôi một ao, nuôi ao đất thì có thể nuôi ao 1.000-2.000 mét vuông hoặc là 4.000 mét vuông, chỉ cần một ao một cũng nuôi được. Vì mình nuôi ao đất thì mình không cần xử lý nước để cấp thêm, không có thể là không cần để sang tôm ra, mình nuôi một ao rồi xử lý ngay từ đầu rồi lên tôm luôn, nuôi tới lớn luôn đó. Thì ngày xưa mình nuôi ao đất là gì, khi mình chuyển đổi ao bạc thì cái diện tích mình muốn nuôi để một ao bạc á 1.000 mét vuông thì mình cần tối thiểu cũng tầm khoảng cỡ để nuôi thành công nha, thế ok á thì cũng gần 1 hecta thì mình mới xây dựng được cái hệ thống nuôi nó tốt. Thì ao 1.000 á thì mình cũng cần một ao sẵn sàng, ít nhất cũng 2.000 mét vuông ao sẵn sàng, diện tích nước sẵn sàng. Rồi ao xử lý ít nhất cũng 2 ao xử lý đó. Rồi ao lắng thô đó, ao xử lý thì mình có thể ao xử lý 1.000, 1.000 thì làm 2 ao ra 2.000, rồi ao lắng thô cũng 4-5.000 gì đó. Thì cái diện tích Khanh nghĩ nhí để nuôi một cái ao bạc cho nó hoàn chỉnh thiết kế thì cái diện tích cũng phải cỡ 1 hecta là 10.000 mét vuông đó. Hệ thống ao xử lý, ao lắng thô, ao sẵn sàng,
rồi ao nuôi, rồi cái ao chưa thải nữa, thì diện tích đó là thấy nó phải ít nhất là như vậy. Đó là về mặt diện tích đất của mình có phù hợp để chuyển đổi hay không. Còn cái chú ý thứ ba nữa mà Khanh muốn chú ý, mà khi bà con muốn chuyển đổi thì phụ thuộc vào cái kỹ thuật nuôi nữa. Cái kỹ thuật nuôi này tương đối là quan trọng, là nó cũng quyết định được cái tỷ lệ thành công rất là nhiều trong khi mình chuyển đổi. Mình muốn nuôi tôm công nghệ cao thì mình cũng phải nắm các bước nuôi như thế nào, rồi cách xử lý, cách cho ăn, cách chăm sóc nó ra làm sao, nó công nghệ cao hơn, kỹ thuật đòi hỏi chăm sóc tốt hơn, kỹ hơn, và có một cái quy trình xử lý, quy trình nuôi nó hoàn toàn là nó hiện đại, nó tiên tiến hơn đó. Thì cái này thì mình phải cập nhật và phải có, nếu mình chưa nắm được thì mình phải có người hướng dẫn, phải có những cái chia sẻ từ chuyên gia để về cái mô hình này, để mình thiết kế ao, mình vận hành khu nuôi cho nó tốt đó. Rồi cái điều chú ý nữa là những khách hàng nào muốn chuyển đổi á, lên nuôi tôm ao công nghệ cao, ao bạc, thì bản thân khách hàng cũng phải là một người nông dân chăm chỉ, siêng năng, chịu khó đó. Thì Khanh chỉ chia sẻ như vậy để cho mình biết được là bình thường mình nuôi ao đất á, thì cái có thể quên cho ăn, quên tắt quạt, hay là quên bắt quạt mà trong thời gian ngắn. Nhưng mà khi mà chuyển lên cái ao bạc rồi á, thì cái đó rất là quan trọng và đều phải chính xác, cần cái sự chính xác của mình để xử lý. Còn một vấn đề nữa mà Khanh muốn chia sẻ đến quý bà con, khi mình có những cái điều kiện như vậy rồi á, mà một cái yếu tố này thì Khanh sẽ nói ra thì nó rất là quan trọng để cho mình thành công. Thì yếu tố này nó có thể nói là quyết định rất là nhiều. Đó là về mặt tài chính, về mặt kinh tế, về mặt tiền bạc, về mặt khả năng mình đầu tư. Tại vì mình có đủ cái điều kiện, có đủ nước, độ mặn, có đủ diện tích đất, và có đủ kinh nghiệm, có đủ cái hướng đi, có đủ kỹ thuật, và có đủ cái nguồn nhân lực để mình phục vụ cho cái ao nuôi của mình rồi. Nhưng mà cái điều kiện tài chính không cho phép thì cũng chịu. Này Khánh chia sẻ rất là chân thành luôn. Khi mình muốn làm ăn, mình muốn làm kinh tế, mình muốn thu tiền tỷ, thu bạc trăm triệu, thì đương nhiên rồi mình phải có cái vốn để mình đầu tư, để mình kinh doanh. Thì đương nhiên phải có vốn, phải bỏ vốn ra đầu tư, bỏ tiền nhiều ra thì mình có lợi nhuận nó mới nhiều. Đó, điều này rất là quan trọng. Thế nên khi có đủ cái điều kiện tài chính, hoặc là mình chưa có đủ, mình chỉ có một phần thì mình đầu tư. Nhưng mà Khanh muốn chú ý là mình phải đầu tư cho đúng đó. Cố gắng tạo điều kiện có thể mình phải đầu tư cho nó tới, không nên đầu tư giữa chừng, đầu tư lững lững. Quy trình của người ta trong hệ thống nuôi là lót bạc hoàn toàn hết, thì anh phải lót bạc hoàn toàn hết. Đó. Trong cái kỹ thuật xử lý nước, tôi cần lắp quạt, tôi cần lắp oxy, tôi cần lót bạc đáy hết, thì anh phải lót bạc đáy hết.
Auto work lót bạc đáy hết, phải lót bạc đáy hết. Ao nuôi tôi bao nhiêu cái dĩ oxy, bao nhiêu cục súp lăng để chạy oxy, bao nhiêu dàn quạt đó, máy cho ăn, rồi điện ba pha hay là điện hai pha, máy phát điện hay là hạ bình, thì tất cả các vấn đề thì đó, các cái thông số kỹ thuật đó đều phải có tiền và đầu tư đó. Bà con có thể, khách hàng có thể tích trữ vốn của mình để mình làm, hoặc là mình nhờ đại lý hỗ trợ đầu tư để chuyển đổi mô hình. Thì anh nghĩ cái vấn đề chuyển đổi mô hình nhờ đại lý đầu tư chuyển đổi nó cũng rất là phát triển. Trong thời gian gần đây thì nhiều đại lý tập trung đầu tư rất là nhiều để cho khách hàng của mình hướng lên cái mô hình nuôi tiên tiến hơn và tỷ lệ thành công cao hơn. Điều đó mới quan trọng đó. Cho nên khi mà mình có đủ tài chính thì mình nên chuyển đổi và đầu tư cho nó tới luôn đó. Quy trình ao bạc, xử lý tất cả các vấn đề phải đầu tư cho nó tới, cho nó đúng đó. Thật không đầu tư thì thôi, không làm thì thôi. Khách quan điểm như vậy, quan điểm rất là rõ ràng như vậy. Đã chuyển đổi lên ao bạc rồi á thì mình phải làm cho tới. Tại vì Khanh cũng chia sẻ luôn, khi mà mình tiếp xúc rất nhiều khách hàng, rất nhiều farm nuôi rồi, có những farm đầu tư rất là nhiều tiền nhưng mà cũng chưa chắc là tới, chưa chắc đúng đó. Có những farm đầu tư ít tiền nhưng chắc chắn là chưa tới, chưa đúng. Thế nên mình phải biết được và phải tích lũy được, phải học được những cái kinh nghiệm, những cái bài học, những cái quy trình ta đúc kết và cho ra cái tỷ lệ thành công cao nhất, tiến bộ nhất, kỹ thuật cao nhất. Và mình sẽ chọn và tham khảo và đầu tư đó, những cái quy mô quy trình như vậy thì mình cập nhật, mình đầu tư cho nó tới. Và những farm, những khách hàng, những đại lý đầu tư tới rồi á thì tỷ lệ thành công lúc nào cũng cao. Còn cái bài học mà Khanh chia sẻ những khách hàng đầu tư chấp vá tạm bợ, chỉ cần làm một cái bạc rồi hệ thống làm cũng chưa chuẩn, có nhiêu tiền làm nhiêu, rồi với hy vọng là trúng vụ hai vụ rồi dư tiền làm cái mới, cập nhật tốt hơn, biết là như vậy nhưng mà vẫn cố làm, thì những khách hàng đó Khanh đảm bảo luôn tỷ lệ thành công không nhiều. Không có vụ mà ăn mai đâu. Bây giờ nuôi tôm rất là khó, không có ăn mai nhiều đâu. Một vài người trong 100 người thôi là ăn mai thôi. Còn những người nuôi tôm thành công thì đầu tư rất là nhiều. Thậm chí đầu tư mà thắng một vụ hai vụ mới về vốn tiền đầu tư, nhưng mà nhiều vụ sau người ta thắng đó. Còn mình á, không đầu tư, hên trúng vụ còn lại thất sạch hết tiền, ngóc đầu nổi luôn. Khanh chia sẻ thật như vậy. Đó là những cái mà Khanh muốn chia sẻ thật để cho quý khách hàng, những khách hàng nào muốn chuyển đổi lên ao bạc thì chú ý những cái vấn đề đó. Vấn đề rất là quan trọng. Khi mình không có những cái điều kiện như vậy thì mình không nên đầu tư và không nên làm ao bạc. Thôi mình làm ao đất. Khanh cũng chia sẻ luôn, đâu phải là ao đất hoàn toàn thất bại đâu. Khanh cũng chia sẻ mà vẫn còn tỷ lệ thành công, nhưng mà tỷ lệ thành công không nhiều
và mình nuôi với mật độ, nuôi với hình thức như thế nào, kiểm soát nó kỹ hơn. Trong cái điều kiện mà mình chuyển đổi không được, mình bắt buộc phải nuôi, thì mình sẽ có cái cách nuôi từng ao, từng vùng đất, mình sẽ có cái cách nuôi để mình có thể là mình phát triển. Khi mình chuyển đổi là không được rồi thì mình vẫn nuôi đó, nhưng mà cải tiến như thế nào đó. Nếu đủ điều kiện thì mình chuyển đổi, bởi vì tỷ lệ thành công nó cao hơn, rủi ro bệnh tật nó ít hơn thì mình chuyển đổi. Còn không điều kiện, không đủ điều kiện thì mình vẫn nuôi, nhưng mà nuôi như thế nào đó thì bà con có thể chia sẻ với Khanh, liên hệ trực tiếp với Khanh, Khanh chia sẻ tùy theo điều kiện từng ao nuôi, từng vùng nuôi, mình có cái quy trình, có cái mô hình nuôi nó phù hợp đó. Rồi Khanh sẽ chia sẻ tiếp những cái lợi ích. Ao đất thì không nói rồi, nói ao bạc đi ha. Ao đất thì lợi ích thì ngày xưa có lợi rất là nhiều, nhưng mà bây giờ không phải là ao đất ít chi phí đâu, rủi ro nhiều, chi phí sẽ nhiều đó. Còn Khanh sẽ chia sẻ cái ao bạc, cái lợi ích của ao bạc. Đối với cái ao bạc á, thì cái đầu tư nó sẽ tốn tiền nhiều hơn đó. Đó là không phải nhược điểm, nhưng mà mình đầu tư sinh lợi thì không phải là nhược điểm. Cái lợi ích của ao bạc ở đây nè, là mình nuôi tôm á, nó được cái sản lượng lớn hơn đó. Mình kiểm soát được cái môi trường nuôi đó, kiểm soát được mầm bệnh đó. Mình quản lý được thức ăn tốt hơn đó. Mình không bị rủi ro về thức ăn nhiều, SCA mình không bị nhiều, không bị tạp, cá tạp hay là tôm tạp gì đó, nó ảnh hưởng sức thức ăn của mình đó. Cái điều quan trọng mà Khanh muốn chia sẻ đó là cái xử lý về mầm bệnh trong môi trường đó, là ao bạc quản lý rất là tốt, quản lý rất là triệt để. Và khi mà tôm có nhiễm bệnh rồi, trong ao bạc có thuận lợi hơn, đó là dễ trị bệnh hơn ao đất đó. Trong cùng một cái loại bệnh, ao đất bó tay, ao bạc có thể trị được đó. Trừ cái bệnh về virus thì không trị, nhưng mà cái khả năng kiểm soát về khả năng lây nhiễm bệnh và phòng ngừa bệnh trong ao bạc rất là tốt đó. Điều kiện rất là tốt nên tỷ lệ thành công ao bạc sẽ cao hơn rất là nhiều. Thuận lợi nhất là tỷ lệ thành công vô cùng thuận lợi, tỷ lệ cao, thành công cao. Điều quan trọng nhất của vấn đề nuôi tôm, thành công nhiều hơn là ngon đó. Đó là những cái thuận lợi mà anh chia sẻ thôi, còn rất là nhiều. Tiếp sau đây thì Khanh xin trả lời một cái vị khách hàng đã gọi điện nhờ Khanh chia sẻ về cách xử lý tôm có vấn đề. Điều kiện ao á, là độ mặn nước ở trong ao á là 3/1000. Đây là vùng nuôi tôm ao đất, độ mặn thấp 3/1000, mật độ thả là 100 con mét vuông, ao 4000 đó. Thì tôm được 70 ngày tuổi, sai khoảng 80 con. Hiện tượng tôm đang gặp phải là tôm lọc bị dính và nó heo, coi như là bị khó lọc và tôm bị hao hụt đó. Có biểu hiện của khí độc NO2 đo được là 10. Thì thông số kỹ thuật thì chỉ biết được bao nhiêu đó thôi, cũng
chưa có chia sẻ nhiều, nhưng mà với cái thông số này thì Khanh cũng có cái hướng để xử lý. Thứ nhất là nếu điều kiện ao nuôi của khách hàng mà có thêm một ao nữa thì mình tiến hành mình xử lý nước và bữa bờ sang qua nếu cập ganh. Đó. Còn không thì đặt lũ. Đó. Đặt lũ bắt quái. Rồi mình đặt khoảng 10 cái, 15 cái cũng được. Là 10 cái cũng được. Nhiều người thì đặt nhiều. Mình đặt xong mình bỏ qua ao bên cạnh. Đó. Là cách sang tôm ra làm đôi. Thì với cái điều kiện độ mặn thấp như vậy, mật độ nuôi hơn 100 con, 100 con á, thì cái, nó dễ bị cái tình trạng là khoáng chất hấp thu không được, lọc không cứng vỏ được, mật độ cao thì cần khoáng trong nước nhiều hơn và tôm hấp thu khoáng tốt hơn và cạnh tranh khoáng nhiều hơn trong môi trường mật độ cao thì cần nhiều khoáng chất. Nhưng mà độ mặn thấp thì tôm khó hấp thu khoáng, nên cái vấn đề á là để thành công tốt á thì mình cứ sang ao cho nó thưa ra. Đó. Độ thưa ra thì tôm sẽ ổn hơn. Đó. Còn phương án nữa, khi mà mình không có cái điều kiện là ao nuôi mà thứ hai, chỉ có duy nhất một ao thôi, thì cái điều quan trọng nhất á, là mình phải xử lý cái khí độc. Đó. Và tôm sai này thì nên thu tiền. Đó. Mình muốn cho nó giảm cái chi phí thì mình thu tiền. Tại vì sao? Điều kiện độ mặn không tốt, khi mật độ như vậy thì nó ảnh hưởng đến tôm rất là nhiều. Thêm cái nữa là cộng với cái khí độc ở trong nước, mình xử khí độc một ngày, hai ngày hay là một tuần thì nào hai nó giảm xuống, nhưng mình không cứ kéo dài cái quá trình xử lý như vậy rất tốn chi phí, tốn kém. Đó. Nhưng mà cái vấn đề là độ mặn nó thấp thì tôm nó dễ xảy ra tình trạng là hấp thu khoáng không tốt, thì tôm vẫn bị hao hụt. Và nếu như vậy á thì làm cho quá trình điều trị, nếu mình muốn kéo dài điều trị thì phí nó tăng. Cái phương án là mình thu tỉa là nó tốt hơn. Thì cái lượng tôm như vậy á, tầm hơn 4 tấn, là 4 tấn tôm với ao. Mình thu tỉa hơn tấn cũng được. Đó. Hoặc là 2 tấn cũng được. 2 tấn trở lại thôi. Đó. Chừa 2 tấn lại nuôi. Thì đảm bảo với bà con, với khách hàng đặt câu hỏi á, thì đảm bảo luôn là khi thu tỉa như vậy á, thì nuôi còn lại nó sẽ lớn nhanh, lớn rất là nhanh và nó ổn hơn nhiều và không còn hao hụt như vậy nữa đâu. Nước ngọt như vậy mà nuôi thưa lại thì về sai hai mấy ba chục con bình thường. Đó. Áo bạc làm được, áo đất cũng làm được, không sao hết. Đó. Kinh nghiệm thực tế anh chia sẻ thôi. Đó là cái phương pháp mà mình thu lên để mình có thu nhập và mình giữ cái xe lớn cho tôm mình. Về sau thì cái nó phát triển nó lớn lên thì cái năng sức nó cũng cao lên thôi. Nhưng mà tôm mình nó an toàn, nó rất là an toàn luôn. Đó, đó là những cái chia sẻ mà cái vấn đề mà bà con đặt câu hỏi lên cho Khanh. Tiếp theo thì bà con có câu hỏi về cách thu tỉa như thế nào cho nó ok, không ảnh hưởng đến cái ao nuôi của mình, lượng tôm còn lại của mình mới quan trọng. Chứ bắt cái con tôm
lên khỏi nước thì nó chết, nó sống thì nó chuyện nó là không vấn đề. Mà cái vấn đề á là tỉa xong cái tôm còn lại nó đừng có bị ảnh hưởng. Thì ở đây thì mình có cách tỉa tôm, đó là mình có thể dùng cái lưới không lưới kéo mà không có điện, hoặc là cái lưới mà giống như dạng chụp đĩa, mình chụp một mớ thôi, mình rút lên mình tỉa, mình bán cái lưới giống như mình chụp đìa cá vậy đó, mình kéo chì rồi mình túm nó lên, hoặc là cái lưới kéo mà không kích điện. Còn cái khi một lưới cách nữa đó là mình đặt lưới bát quái. Đặt lưới bát quái thì nó phù hợp với thu tỉa mà mình bắt bán oxy á, tôm nó không bị dập, không bị hao, thì bán oxy tôm tươi thì cái lưới bắt quái. Nhưng mà chú ý là khi mình cái lưới bắt quái á, mình khi mình tỉa hoặc là mình sang ao á, cái đục, cái hôm trong đục á, thì mình nên cắt cái hôm bỏ để mình chúc tôm cho nó nhanh, không bị tập trung tôm và sẽ sát tôm. Và khi mình sử dụng cái đó thì nó chủ động được cái sản lượng. Mình muốn tỉa 500 kg, 1 tấn hay là 2 tấn thì mình đặt cái lưới đó mình chủ động hơn là khi mình kéo lưới lớn thì nó kéo nhiều khi nó dư tôm và nó dễ bị dập tôm hơn đó. Khi mà sang á, cái sang tôm nó quan trọng lắm. Trước khi sang với sau khi sang, hoặc là trước khi thu tỉa, sau khi thu tỉa đó, thì cái vấn đề đó mình làm sao mình bắt con tôm ra ngoài, cái con tôm còn lại, cái ao còn lại nó không bị ảnh hưởng, thì mình sẽ có cái cách để mình xử lý. Mình có thể chọn ngừa cái đường ruột đó, chọn thuốc ngừa đường ruột trước và sau khi tỉa tôm hoặc là xong tôm đó. Rồi đối với cho ăn á, thì mình như vậy. Còn đối với môi trường, xử lý môi trường á, thì mình sẽ diệt khuẩn sau khi mình đặt lưới bắt quái, thu tỉa hoặc là xong tôm. Sau khi xong tôm thì mình sẽ diệt khuẩn lại. Và trong quá trình sang thì mình cũng xử lý, mình trong quá trình mình bắt á, thì mình cũng xử lý là Yuka, xử lý C để cho tôm nó không bị sốc tôm. Khi mình bắt tôm rồi á, mình phải diệt khuẩn cái ao nuôi mình lại, và sau đó mình cấy ép mang vi sinh để cho cái ao mình nó tốt nước. Đó là một cái câu hỏi mà Khanh muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế để giải quyết cái vấn đề đó cho quý bà con. Rồi tiếp theo đây thì Khanh cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm mà quý bà con muốn hỏi Khanh, là cái cách để mình phòng bệnh cho nó tốt. Thì cái điều quan trọng ở đây á, trong quá trình mình nuôi tôm thì cái vấn đề quan trọng nhất là mình phải có cái quy trình nuôi nó chuẩn và mô hình nuôi nó phù hợp. Rồi khi vận hành rồi đó thì cái khâu mà mình muốn dễ nuôi nhất á, là mình phải phòng bệnh tốt thì mình sẽ có cái tỷ lệ thành công nó rất là cao luôn, thành công nhiều hơn khi mình đã phòng ngừa các bệnh có liên quan, đặc biệt là các bệnh hiểm nghèo như bệnh virus. Tùy theo từng loại bệnh và mình có cái cách phòng riêng, đặc thù riêng tùy theo cái nguyên nhân gây bệnh đó, thì có cái phòng riêng. Thì Khanh chia sẻ cái cách phòng bệnh chung thôi. Ở đây thì cái cách phòng bệnh chung á, thì là cái khâu cải tạo. Cái khâu cải tạo rất là quan trọng.
Đó. Trong một cái hệ thống nuôi mới cũng như hệ thống nuôi cũ, là cải tạo cái ao nuôi mới hoặc là cái ao nuôi mà nó mới thu hoạch xong, hoặc là cái ao nuôi mà nó bị nhiễm bệnh, thì cái khâu này rất là quan trọng. Cải tạo để cho có một cái vùng nuôi nó sạch bệnh, cải tạo để mình phòng bệnh trong cái farm nuôi của mình, phòng bệnh trong cái khu nuôi của mình. Nào, còn chú ý cái khâu cải tạo. Khi mình cải tạo á, là mình phải diệt khuẩn, diệt những cái tác nhân gây bệnh, rồi diệt các vật chủ trung gian gây bệnh, phòng bệnh vật chủ công trung gian gây bệnh xâm nhập vào hệ thống farm nuôi, ao nuôi của mình. Đó. Ở đây á, thì bệnh đốm trắng, virus, bệnh gan tỵ, vi khuẩn quang trắng nghịt, vi khuẩn, rồi quang trắng có thể là ký sinh trùng, rồi các bệnh về HB, về đường ruột, vi bào tử trùng các kiểu. Thì cải tạo ban đầu thì mình phải biết được tất cả các nguyên nhân này. Khi mình nuôi tôm thì mình phòng ngừa hết, là mình phải xử lý ngay từ đầu hết trong hệ thống ao nuôi. Xử lý bằng cách nào? Mình đánh voi, mình đánh con ngừa mấy con vật chủ trung gian gây bệnh, ví dụ như ốc đinh hay mình dũa hào chỉ đó, thì mình tiêu diệt hết, mình xử lý phòng ngừa ngay từ đầu và nó không xuất hiện thời gian sau. Đó, điều đó quan trọng. Đầu tiên là khâu cải tạo. Cái thứ hai là mình chọn được con giống. Con giống nó chất lượng, nó sạch bệnh, nó lớn nhanh, giúp cho bà con có tỷ lệ nuôi thành công có thể lên được 60% khi mà đã có con giống chất lượng rồi. Đó. Trong cái vấn đề phòng bệnh đó, ngoài cái cải tạo ao, ngoài cái chọn giống, thì còn ba cái yếu tố mà bà con phòng bệnh cần chú ý. Đó là thứ nhất là quản lý về mầm bệnh. Cái thứ hai là mình phải quản lý sức khỏe tôm nuôi. Cái thứ ba là mình phải quản lý cái môi trường. Đó. Ở cái môi trường á, thì mình phải làm đúng, phải đưa các chỉ tiêu môi trường về con số thích hợp. Ví dụ như pH thì dao động từ 75, 76, 77, 78, 79, 82 là ok. Đó. Tùy theo mô hình nuôi ao đất ao bạc thì mình chọn cái pH nó như thế nào nó tốt hơn. Rồi, ví dụ đầu kiềm, tôm sú ít nhất cũng phải 60, tôm thẻ ít nhất cũng phải 80, kiềm thấp hơn không tốt. Đó. Rồi, về độ mặn, về khí độc, các chỉ tiêu khí độc, rồi các chỉ tiêu khoáng. Đó, mình phải kiểm soát các chỉ tiêu cho nó tốt. Rồi, các chỉ tiêu về oxy hòa tan, các chỉ tiêu về nhiệt độ môi trường. Thì đó, những cái chỉ tiêu như vậy á, thì mình phải cố gắng mình biết được mình có cái chỉ tiêu nào, trong ngưỡng nào để cho tôm nó phù hợp nhất, nó phát triển thì mình cố gắng mình nâng nó lên, hoặc là nó cao quá mình giảm nó xuống. Đó, đó là những cái cách để mình quản lý cái môi trường cho nó tốt. Rồi, đối với cái phần mầm bệnh, mầm bệnh ở đây là những cái tác nhân gây bệnh cho tôm nuôi, nó có thể gây ra cho tôm nuôi bị bệnh. Đó, có ký sinh trùng, vi bào tử trùng, vi khuẩn, virus nè. Đó, những cái tác nhân này thường nó gây ra cho con tôm bị bệnh, mà khi con tôm bị bệnh rồi á thì nó sẽ khó trị nếu mà nó bị bệnh nặng, và khi mà điều trị rồi á thì nó cũng tốn chi phí rất là nhiều. Đó, nên cái vấn đề tiêu diệt mầm bệnh nó rất là cần thiết trong cái cách để mình phòng bệnh. Thì ở đây là mình sử dụng như thế nào?
cái cách nào để mình phòng về cái yếu tố này đây, thì Khanh chia sẻ luôn, đó là mình phải kiểm tra nước, kiểm tra trên ruột gan con tôm để mình phát hiện những cái tác nhân gây bệnh có thể có ở trong đó, để mình có cách để mình phòng trị nó. Đó, khi nó chưa có biểu hiện bệnh, mình không thấy được, mình phải kiểm tra nhờ máy móc, kiểm tra đó, test nước thường xuyên, rồi kiểm tra khuẩn gan ruột thường xuyên. Đó, đó là cái cách quản lý khi mà nó bị nhiễm có khuẩn, có virus trong môi trường á, thì mình sẽ diệt khuẩn, diệt virus liền. Có ký sinh trùng là mình diệt ký sinh trùng. Đó, vậy thôi. Rồi cái yếu tố thứ ba là quản lý sức khỏe tôm nuôi. Ở đây là mình quản lý bằng cách là mình tăng cái sức đề kháng của nó lên thôi. Tăng sức đề kháng tự nhiên cho nó. Là mình cho nó ăn thuốc để hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, ví dụ như ăn beta glucan rồi các hợp chất lichit từ nấm men, saccharomyces, thì hoặc là tăng cường cho ăn thảo dược để hỗ trợ gan, hỗ trợ đường ruột, ăn men vi sinh để hỗ trợ ruột nó ăn nhiều hơn, ruột tốt hơn. Đó, tiêu hóa tôm thức ăn nó tốt hơn. Đó, thì đó, cách quản lý cái sức khỏe của tôm nuôi là như vậy. Đó, rồi những cái yếu tố như vậy mình sẽ tập trung trong suốt cái vụ nuôi, phòng ngừa từ khi trước khi thả tôm đến gần tới khu vực. Mỗi giai đoạn thì mình sẽ có cái chiến lược để mình phòng ngừa khác nhau. Ví dụ như cái tôm nhỏ thì thường mà theo kinh nghiệm thực tế của Khanh á, thì ảo bạc ảo đất gì cũng vậy, khi tôm nhỏ là tôm dễ bị đường theo kinh nghiệm thực tế của Khanh á, ảo bạc ảo đất gì cũng vậy, khi mà tôm nhỏ thì nó dễ bị gan hơn, các bệnh liên quan về gan của con tôm là dễ bị nhiều luôn đó. Nên mình có cái biện pháp như thế nào? Và tôm nhỏ, tôm giai đoạn tôm nhỏ hơn sai 100 con, tôm dễ bị công thân đục cơ. Đó, mới thả tôm 5-7 ngày, 10 ngày tôm dễ trắng cơ, đục cơ. Đó, thì mình tập trung mình phòng như thế nào? Rồi cái giai đoạn về sau, khi môi trường nước đã có nhiều chất thải rồi đó, thì dễ bị đường ruột, tôm dễ bị đường ruột, thì mình phòng ngừa như thế nào? Tập trung phòng ngừa về các bệnh liên quan đường ruột, vậy thôi đó. Mình giảm được cái chi phí về gan lại đó. Thì đó là những cái cách mà Khanh muốn chia sẻ đến khách hàng khi mà hỏi đến cái vấn đề phòng bệnh tôm hùm, phòng bệnh tôm, phòng trước khi tôm bệnh. Đó, đó là kiểu phòng bệnh tôm, là phòng trước khi tôm bệnh, chứ không phải là khi tôm bệnh rồi mới phòng. À, lúc đó là trị rồi. Đó, đó là những kinh nghiệm mà Khanh muốn chia sẻ đến khách hàng. Khách hàng đặt trực tiếp câu hỏi và chia sẻ lại những cái khách hàng mà đang nuôi tôm cái cách phòng bệnh là như vậy. Rồi cũng liên quan đến cái cách phòng bệnh thì Khanh chia sẻ cho giải đáp thắc mắc của một khách hàng hỏi Khanh là cái cách phòng bệnh ký sinh trùng ảnh hưởng đến đường ruột và có thể gây ra bệnh hoang trắng. Thì đối với bệnh hoang trắng thì có rất là nhiều tác nhân, khi nó bệnh rồi đó thì người ta phát hiện rất là nhiều tác nhân, có thể là tác nhân chính, cái tác nhân cơ hội,
đó, thì nó rất là nhiều. Nhưng mà khách hàng chỉ quan tâm đặt câu hỏi cho Khanh cái ký sinh trùng, thì Khanh chia sẻ cái ký sinh trùng thôi ha. Thì đối với cái ký sinh trùng á, thì nó xuất hiện nhiều, Khanh nói nó xuất hiện nhiều tại những cái ao mà có nhiều con hai mảnh, có nhiều đinh, có nhiều cái con mắt khớm, mấy con hào chỉ đó, đại loại là mấy con nhiều thể mắt đinh, thì nó xuất hiện nhiều thì nó sẽ có vấn đề là nó có nhiều ký sinh trùng trong nước. Ký sinh trùng nó bám ở trên những cái con này rất là nhiều, và khi mình diệt khuẩn á, hoặc là mình có thuốc diệt ký sinh trùng á, diệt nó không hết. Ví dụ như mình diệt trong nước, nó có trong nước á, nó lơ lửng ở trong nước hay là nó bám trong vật thể ở trong nước đi, mình diệt nó chỉ chết ở trong nước và nó sạch ở trong nước thôi. Còn ở trong cơ thể của con ốc, con hào chỉ, con hai mảnh vỏ thì mình diệt nó không hết, không chết. Sau đó nó sinh sôi nảy nở ra môi trường, rồi mình lấy nước đó vào mình nuôi tôm, thì con tôm nó bị mấy con đó ký sinh nữa. Thì khi bị ký sinh rồi thì ảnh hưởng đến đường ruột con tôm. Thì khi cái ao tôm nó bị bệnh rồi á, rồi ký sinh trùng á, thì khách hàng tập trung trị ký sinh trùng trên tôm, diệt khuẩn trong nước, diệt ký sinh trùng trong nước. Nhưng mà cái nguồn lây ban đầu á, hoặc thậm chí trong ao nuôi tôm luôn, là có ốc đinh hai mảnh vỏ hào chỉ luôn, chứ không phải là ao xử lý bên ngoài cấp vô. Thì cái biện pháp chỉ hiệu quả nhất á, là mình phải diệt ký sinh trùng trong đường ruột, là điều phải làm. Và cái nữa là mình phải diệt trong nước, trong ao nuôi, trong cái ao xử lý, ao sẵn sàng để mình cấp vô, mình diệt sạch đó, diệt sạch trong nước và phòng ngừa nó xuất hiện trở lại. Đó là mình phải diệt luôn ốc đinh hai mảnh vỏ hào chỉ, mình làm sạch lại thì nó mới sạch đó. Còn tùy theo điều kiện từng ao nuôi, từng phòng nuôi, và có thể là liên hệ trực tiếp với Khanh coi trong hệ thống mình đang bị dướng cái gì, thì mình sẽ xử lý cái đó, coi nó dơ ngay chỗ nào, không sạch chỗ nào, thì mình sẽ xử lý chỗ đó, làm cho nó triệt để chỗ đó. Đó là như vậy. Mỗi ao nó sẽ mỗi khác, mỗi điều kiện rất là khác nhau luôn. Có ao á thì dướng ốc đinh ở ngoài ao đất, ao lắng thô. Có ao thì nó dính trong ao xử lý, ao sẵn sàng. Rồi có ao có bị cả hết hệ thống, ao nào cũng có. Vậy đó. Thì mỗi điều kiện farm nuôi như vậy á, thì mình sẽ có cách để mình xử lý, và cách xử lý như thế nào hiệu quả thì Khanh sẽ chia sẻ từng farm nuôi. Khi bà con có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với công ty Gia Phát, cái số hotline là 0765102102, tư vấn miễn phí bằng kinh nghiệm thực tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Đó. Trở lại cái câu chuyện về ký sinh trùng á, thì mình phải xử lý như vậy, phải diệt hết, diệt tận gốc. Và một điều chú ý khi mình cho tôm để mình diệt ký sinh trùng trong đường ruột con tôm á, thì mình, một số bà con thì sổ bằng cách là cho ăn thuốc sổ ký sinh trùng, nhưng mà một số dòng á, thì nó ăn liều
mạnh kéo dài làm cho ruột tôm nó lỏng luôn. Ruột yếu yếu, đang yếu sẵn mà ăn nhiều quá là nó ra phần trắng. Cái điều đó là bà con phải hết sức cẩn thận, chú ý cần xài những cái dòng nào nó an toàn hơn. Đó. Khanh thì không chia sẻ nhiều về thuốc, Khanh chỉ nói về kiến thức thực tế, chia sẻ kinh nghiệm. Khi mà có vấn đề, từng ao, từng điều kiện ao nuôi khác nhau thì sẽ có cái thuốc trị, cách trị khác nhau. Đó, Khanh chia sẻ sao. Đó là xong về cái khâu phòng trị kinh trùng ha. Một cái chuyên đề nữa là bị đốm đen. Một câu hỏi của khách hàng cũng quan tâm nè, về đốm đen trên tôm. Thì hôm nay Khanh cũng chia sẻ luôn một chủ đề rất là nóng bỏng, thậm chí là hot trong thời gian mà mùa mưa, là hiện tượng đốm đen rất là nhiều. Thì hiện tượng này á, quan sát bên ngoài thì nhìn thấy mấy con tôm nó bị ghẻ lở thôi, bị hoại tử cái vỏ tôm, bị thẹo rồi nó đen, cái vết thương nó bị đen, bị nấm, bị vi khuẩn đó. Thì cái tác nhân á, cái bệnh này á, thường là do nấm với vi khuẩn đó, làm tổn thương vỏ tôm. Nhưng mà bệnh nặng là nó tổn thương luôn tới cơ thịt tôm luôn, ăn sâu vào đó. Muốn lột xác được cho nó sạch đó, thì phải có 2 lần lột xác nó mới sạch, nó bóng vỏ được. Rồi cái điều kiện để mà xảy ra cái bệnh này thường xuyên nhất ấy, là trong cái môi trường nước dơ lợn cận rất là nhiều đó. Điều kiện cho nấm vẫn phát triển trong ao rất là nhiều đó, nước nó dơ. Và thấy ra nhiều mà anh muốn chia sẻ là vào mùa mưa. Tại sao? Tại vì lúc đó nhiều ao bị bệnh là trong cái điều kiện nước có độ mặn thấp. Độ mặn thấp là dễ bị đó, Khanh chia sẻ luôn. Độ mặn thấp rất là dễ bị đốm đen. Rồi khi độ mặn thấp mà mật độ cao nữa thì cũng dễ bị nữa đó. Thì chú ý cái vấn đề đó. Độ mặn thấp, nước dơ và thả tôm mật độ cao là dễ bị đốm đen. Thì cách phòng ngừa thì như thế nào, và cách điều trị khi mà bị thì như thế nào? Cách phòng ngừa thì đơn giản thôi. Khi mùa mưa độ mặn thấp thì mình là tả thưa và quản lý môi trường nước cho nó sạch đó. Vậy là hạn chế cái tác nhân gây bệnh rồi, sạch sẽ, không có khuẩn, không có nấm đó, thì nó không có phát bệnh được. Thêm cái nữa là cái vấn đề về xử lý bệnh. Khi tôm bị đốm đen thì xử lý như thế nào? Đó. Đầu tiên là mình phải diệt đốm đen, diệt khuẩn, diệt nấm. Mình sẽ có cái thuốc để mình diệt, mình diệt. Đó. Tạt trực tiếp xuống ao để mình xử lý cho nó sạch và mình diệt. Và khi mình đã diệt khuẩn bên ngoài cho nó sạch rồi á, thì mình phải kiểm soát được môi trường đó. Tránh tình trạng, tại vì khi mà tôm bị đốm đen á, kéo theo cái hiện tượng là tôm lột vỏ bị dính và nó hao hụt. Và trong cái điều kiện hao hụt đó thì nó thường là có những cái điều kiện bất lợi, đó là khí độc nó tăng cao, pH tụt giảm, kích tôm lột, rồi kiềm tụt, rồi oxy thấp. Để xử lý thì một cái trường hợp đốm đen nó hao hụt thôi là một cái
phác đồ điều trị rất là dài để xử lý nó mới hiệu quả. Đầu tiên phải diệt khuẩn trong môi trường nước, sau đó là xử lý không cho tôm lậu, không kích lọt tôm. Đó. Bước tiếp nữa là mình phải xử lý khí độc. Đó. Xử lý khí độc, nâng pH, nâng kiềm lên. Đó. Đó là cái phác đồ mình, cái hướng để mình xử lý cái đâm đèn. Còn một cái phác đồ xử lý nữa là trước cái bước xử lý đó, nếu bà con có ao nuôi nào còn ngư sàng rồi, sàng qua giảm mắt độ và xử lý thì nó sẽ ổn hơn và nó xử lý nó sẽ nhẹ nhàng hiệu quả hơn. Còn chỉ có một ao thì mình làm bắt buộc mình phải xử lý như cái hướng đầu tiên. Còn khi mà mình có ao nuôi nữa thì mình diệt khuẩn xong mình có thể sang qua ao mới, sang giảm mật độ ra rồi mình xử lý khuẩn lại, tôm nó đỡ bị hao hụt. Đó là cái cách để mình xử lý đốm đèn. Phan lên cái nãy quên vụ mà quay đầu
Trời. Quá trời cái bánh chè. Bánh chè với mực. Thứ gì chịu nổi. Không xây thì không về, xây thì đừng về. Xây thì ngủ luôn. Vì đây làm sao về nổi. Yến hả? Dạ. À, hai chồng chạy lên chưa? Dạ, tranh thủ nghe, nói tên cái. Dạ. Tranh thủ sớm sớm lại chút. Dạ. Dạ, đây lại vậy ta chỉnh nè. Ủa, mít này nước luôn hả? À? Bà nó cho tôi nước đậu mít nướng luôn. Mày có thấy ăn mít nướng chưa? Nướng được á. Nướng nguyên trái luôn vậy đó. Để nguyên trái nướng vậy đó. Mổ ra ăn. Nướng, em thấy mổ trên mạng nó nướng nướng sầu riêng. Nướng mít nè. Nướng sầu riêng mà không biết nướng mít. Vô. Coi chừng khét. Bề dưới là nó im rồi đó nghe chị ơi. Ừ. Bề trên nè. Để bên bì đi ngon rồi đó. Cái cá là nó khác mặt. Ừ. Dữ trời nha. Hả? Dữ nhiều chén trong chén như nè. Cái ăn không vậy. Thì đâu phải đưa lên thấy không được. Nhờ đèn láp. Mực nướng hấp dẫn. Bánh chè nướng. Cá lóc nướng. Cái gì cũng nướng. Cho là giống gì nó cũng nướng. Món gì thì cũng ngon. Dưa này ngon quá, này ngon. Hỏi chú cho con. Nãy gặp á, gặp lúc mà thăm lưới, dở lú hơi, dở gặp cua gì đó. Sáng dở đi ngoài con nào mấy, có mười mấy con chí. Mười mấy hả? Ủa, mười mấy con chí đó là giá nó nhiều. 30 con thì nó giá 215, 214 nhưng mà cái đó thì tăng lên.